Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay Lệ Minh chia sẻ với các bạn về một cái đề tài của cái ông này. Ông Nguyễn Văn Dân, mình tìm Facebook không được, mình chụp lại của mấy anh em đăng trên mạng. Các bạn thấy đây là một cái tay trí thức mà tôi gọi là trí thức nửa mùa. Tại sao? Ông này ổng xuyên tạc Bác Hồ, rồi ổng xuyên tạc những người mà tỷ phú Việt Nam. Ông ta cho rằng những người tỷ phú Việt Nam là ăn cướp đất của dân. Để tôi giải thích cho anh chị các bạn thấy ở quê hương mình, những cái vùng nông thôn đô thị hóa, những cái vùng nông thôn đô thị hóa, đây là một con đường có 1,5 m được chính phủ nâng lên thành 3 m. Bây giờ là xe hơi vô được rồi đó, xe ô tô vô được rồi anh chị bạn. Rồi đất ở đây bây giờ là đụng vô là trái tay rồi. Vậy hỏi những người này, dân này, họ đã có họ đất của họ là họ là tỷ phú rồi đó. Vậy họ đi cướp đất của ai? Các bạn thấy những cái thành phần trí thức ở Việt Nam mà ở cái tuổi xế chiều rồi bắt đầu họ bất mãn chính phủ, họ bất mãn cơ chế. Tại vì sao? Họ làm công việc của họ là họ làm việc hành chánh. Họ làm việc hành chánh thì cái lương bổng rồi đời sống của họ nói chung là ở đâu, ở Mỹ cũng vậy nữa. Dù anh có lãnh lương 200 ngàn một năm đi, 100 ngàn đô một năm đi chăng nữa, thì anh cũng công việc hành chánh của anh, anh cũng phải chi phí và lo gia đình nội này kia cũng trang trải hết. Thì công việc hành chánh, những người mà người ta sống, người ta mưu sinh như vậy đó, họ không thể bao giờ mà họ giàu có được chứ á. Các bạn thấy những người làm việc hành chánh mà lương công chức được, họ cứ tàn vậy thôi. Cho nên cái ông này, những cái người ở Việt Nam thì họ hay dễ bị bức xúc. Họ bức xúc, họ thấy người khác giàu lên cái họ bức xúc. Họ nói là mấy ông tỷ phú Việt Nam là đi ăn cướp đất dân. Chàng ơi, tôi nói anh chị các bạn, những cái người mà không Việt Nam mà không có những người tỷ phú á, thì đất nước không thể nào phát triển được. Cho nên bạn nên nhớ vậy. Trong cái thị trường Việt Nam hiện nay là định hướng mà rất cần những tỷ phú đó, họ đầu tư, họ bỏ tiền của họ, cái đồng tiền của họ, họ cũng đi làm từ xương máu của họ thôi. Họ, các bạn biết, một miếng đất mà cuốc lên mà lên thành đất thổ cư rồi phải tốn kém biết bao nhiêu ống nước, dây điện, điện thoại, rồi đưa lên đất thổ cư từ đất nông nghiệp. Các bạn thấy đâu phải giỡn đâu, tốn kém giả mà. Thì dĩ nhiên người ta phải xin lời, với người ta bỏ tiền bạc nghìn tỷ thì người ta phải lời, rồi còn chia, còn phải đóng thuế cho chính phủ đó, rồi còn phải trả lương nhân công nữa. Các bạn thấy đâu phải giỡn đâu. Cho nên những cái thành phần trí thức trong Việt Nam, hay là một số thành phần theo Bác và Đảng cũng vậy, ở cái tuổi xế chiều của bạn, họ bị thua súc. Họ bị thua súc tại vì cái sự phát triển của Việt Nam nó quá ư là mạnh. Nó phát triển một cách mà những người mà như công chức rồi đó, những người làm việc hành chánh đó, họ chạy theo không kịp. Họ bị bỏ rơi, họ bị bỏ ra phía sau. Khi vậy đó thì họ nhìn thấy những người khác giàu lên, khá giả lên. Những người mà người ta có đất đai, ngày xưa ông bà cha mẹ rồi để lại, họ có đất đai thì họ giàu có lên, rồi nhờ đô thị phát triển. Các hỏi các bạn, nếu mà không có những tỷ phú đó, làm sao có những khu đô thị sầm uất, làm sao có Wincom Plaza, làm sao có những cái khu công nghiệp, những cái khu chợ búa đồ nó sầm uất lên. Các bạn nghĩ đi, cái khu công nghiệp ở Bình Dương nó cũng có rất là nhiều bàn tay của những tỷ phú, họ bỏ tiền bỏ của vào đó để họ đầu tư, mà rất là nhiều người dân hưởng lợi khi mà những cái khu đô thị mà phát triển lên như vậy đó. Ngay cả tôi nói ở Mỹ Tho này cũng vậy. Các bạn biết Wincom Plaza, tập đoàn Phạm Nhật Vượng về một cái đất đai nóng lên liền, rồi những cái tập đoàn khác nó 3.000 đại gia nó kéo nhau về Mỹ Tho, Tiền Giang đầu tư, đất đai sốt lên. Những người dân ngày nào đất đai nông nghiệp, dân làm nông chân chất, bây giờ trở thành những tỷ phú.
Thì vậy chắc là mấy ông tỷ phú đó là đi ăn cướp đất của dân. Mà các bạn thấy như khi đô thị phát triển lên như vậy đó, tiền này là tiền của chính phủ bỏ đó. Ngày hôm qua tôi hỏi cái con lộ này là làm là tiền ai bỏ vậy về về anh? Mấy người đó họ nói này của chính phủ. Dân chỉ hiến đất thôi. Dân chỉ gọi là hiến đất, tặng đất cho chính phủ để chính phủ mở đường. Cả đôi bên đều có lợi. Đó là những cái hình phần mà bất mãn cơ chế rồi, như cái ông đó là tiến sĩ gì trong cái hàn lâm học viện gì nghe thì rất là ghê gớm. Mà các bạn thấy như khi buổi xế chiều của họ đó, họ bị mù quáng, họ sống lạc lõng, họ sống họ bị bỏ rơi phía sau. Nhìn lại những cái đồng nghiệp của mình, có những đứa nó giàu có lên, còn mình tại vì người ta những cái người công chức, nhiều người người ta đi làm ăn, người ta cũng có cái nghề tay trái, người ta đi vừa làm công chức mà người ta còn cần kiệm, người ta mua đất đai, người ta đầu tư, người ta gặp thời, người ta giàu lên, người ta khá giả lên. Còn mình đó, mình bị bỏ rơi bên sau, cái bắt đầu quay qua bất mãn chửi chế độ, rồi bắt đầu đem người quá cố, bắt đầu soi mói cái tồi tệ của những trí thức Việt Nam. Hai mấy làm đường nghỉ vậy ta, Sao không thấy ha? không thấy nó làm luôn, làm như lẹ Bởi vậy nó ban lên sao mình không thấy? Các bạn thấy người người mình đang là ăn đỡ rồi cái quên cái trí thức Việt Nam và những cái thành phần công chức cũng vậy nữa. Tôi thấy trên mạng này rất là nhiều, trên mạng này hơi bị nhiều luôn á. Nó có một cái diễn đàn của rồi là đấu tranh chống tiêu cực nội bộ đảng. Vào trong đó là tròn đất ơi, toàn là thứ dữ không à, cù cán bộ không à, cù nhân viên không à, nhiều tay có máu mặt theo bác vào đảng, còn cầm ôm thẻ đảng mà ăn lương hưu, lãnh lương hưu đâu phải là ít đâu các bạn, mười mấy có ông mười mấy 20 triệu không à, chứ đâu ít đâu. Mà bắt đầu lên soi mói phê bình chỉ trích, bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, gọi là giật áo cho người ta xem lưng, rất là đau lòng anh chị bạn. Cái thành phần trí thức Việt Nam mình ở cái tuổi xế chiều á, nhìn họ rất là đau lòng. Bởi vậy tôi gọi là trí thức nửa mùa. Còn nhưng mà các bạn biết cái lối sống của người Mỹ nha, họ làm việc cho chính phủ hay cơ quan hay bất gì, ngay cả những cái tay mà trong chính trị gì, khi buổi mà về hưu rồi là nó câm mồm, nó không bao giờ nó đem chuyện nội bộ mà nó phê bình chỉ trích, hay là nó vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nó tụi nó khôn lắm. Nó các bạn có thấy giống như ông Powell rồi rồi ông mấy ông mà bộ trưởng, mấy ông chính trị rồi tụi Mỹ nó đấu đá nhau dữ dằn lắm, nhưng mà khi mà nó không còn làm việc đó là nó câm mồm, nó về nó im thin thít rồi. Rồi nó sống cái buổi nghỉ hưu của nó vậy thôi. Có nhiều lúc đó là nhiều ông lặng hơi lặng tiếng luôn. Chứ không phải như mấy cái tay mà công chức rồi cựu cán bộ rồi rồi, rồi rồi giáo sư tiến sĩ mà ở tụ buổi xế chiều toàn là phát ngôn rất là bừa bãi. Như có cái ông gì nhà văn gì tôi quên rồi ta, cũng phát ngôn rất là bừa bãi rồi xuyên tạc. Họ theo không kịp cái thời đại anh chị các bạn, họ theo không kịp thời đại. Các bạn thấy những con đường gì không, đó mời nay là chính phủ đổ nhựa lên rồi đổ xi măng bê tông á, là dân đây coi như là ngon rồi. Đất đây hổm là chỉ có 1,5 m bữa nay được, là hổm là xe hơi xe ô tô vô không được, chỉ có xe ba bánh thôi. Bây giờ là làm xong là ô tô chạy phà phà chạy ngon lành luôn, xe 7 chỗ 16 chỗ chạy pha pha, coi như là đất đây là chó ăn đá gà ăn muối, bữa nay là coi như ngồi là dân đây là coi như là ôm tiền tỷ hết rồi. Sướng không? Ở Việt Nam các bạn biết ông chính phủ Việt Nam mình ổng chăm lo đời sống cho người dân, tôi nói các bạn biết hơn ở bên Mỹ rất là nhiều. Mà bên Mỹ các bạn nhìn thấy cái bộ bên ngoài nghĩ là thằng Mỹ nó chăm lo đời sống người dân, dân đóng thuế thấy mẹ nó luôn, nó lấy thằng này nó đưa cho thằng khác, nó lấy
nó lấy của thằng làm ra tiền, nó chia cho cái thằng không có tiền. Còn ở Việt Nam, ông chính phủ phải đầu tư, phải lấy thuế thì lấy thuế của mấy tay đại gia, nắm có tóc. Còn những cái dân lao động, tôi nói các bạn biết, hưởng coi như là hưởng nhiều khi còn ăn gian ông chính phủ nữa. Đất nông nghiệp bắt đầu phân lô ra để đặng bán kiểu ăn gian á, hay gì đưa lên đất thổ cư thì phải đóng thuế đó. Chơi được phân lô đất nông nghiệp ra, phân nhỏ ra 5-10 sổ gì đó bắt đầu bán, rồi là giàu lên kiếm tiền tỷ. Giờ đất đây là phân lô rồi đó, mương gì đó các bạn thấy vài năm mới đi. Con lộ này mà xong rồi là vài năm mấy cái mương này mất hết. Ao hồ cỡ nào cũng mất hết, banh hết. Mấy ông lấp, dân mình lấp lên tất đất tất vàng đấy, là dân mình hưởng hết. Tôi về tôi sống tôi biết, không phải là mình ca ngợi cái cơ chế Việt Nam cái đó, nhưng mà cái đó là sự thật. Tại vì tôi sống ở bên Mỹ và tôi về tôi nhìn tôi thấy nó một trời một vực, nó hoàn toàn khác nhau. Có nhiều người trong nước thì cứ mơ tưởng ở bên Mỹ, mơ tưởng trời Tây, qua tới xứ người ta rồi hỡi ơi cái đường đời. Mà trong khi đó ở quê nhà các bạn thấy còn nhiều cơ hội để mình làm ăn phát triển kinh doanh, học hành cũng vậy, còn rất là nhiều cơ hội. Tại sao mình không đầu tư ở quê nhà mà đem cái chất xám chảy đi ra nước ngoài? Tôi nói chị qua rất là tiếc, cái chất xám phải chảy đi ra, đem tiền triệu đi ra nước ngoài, cuối cùng đi làm cu ly, sống phải qua bên đó chỉ có làm neo thôi. Bây giờ người Việt qua đó chỉ có làm neo thôi, còn có đi làm công nhân thì chèn đất ơi, bấm thẻ vất vả trăm bề. Các bạn thấy ở quê nhà thì biết bao nhiêu cơ hội, không chịu đầu tư làm ăn để rằng mình phát triển ở quê nhà, tạo ra công ăn việc làm cho những tầng lớp lao động, rồi góp phần vào trong cái cuộc sống xây dựng đất nước cùng chung tay nhau. Rồi lên mạng cứ dài lâu lâu tôi thấy vài ông tiến sĩ rồi ở Việt Nam mình gọi là trí thức nửa mùa lên bắt đầu xò lá, kiểu giống như mấy thằng ba que vậy, bắt đầu ngồi đó bới chuyện nội bộ ra, đem người quá cố ra rồi phỉ báng tồi bại những cái thành phần trí thức đó, rất là khinh bỉ. Cũng chỉ vì miếng ăn thôi, bên ta nói miếng ăn miếng tồi tàn, thiếu miếng nó lộn rang lên đầu. Cái trí thức của Việt Nam mình nó dở chứ đó. Tôi chỉ mong là những tầng lớp trí thức trẻ sau này thì nó tiến bộ hơn, thì tôi tin vào cái tầng lớp trí thức trẻ hơn. Cái trí thức trẻ sau này nó cái sự học vấn của nó và nó tiếp cận được cái lối sống văn minh của thế giới, nó không có cái kiểu mà ngồi đó không làm được thì cứ ngồi đó cứ buổi xế chiều bắt đầu quay lưng với tổ quốc nói tào lao. Bởi vì một đời tu học rồi cuối đời thì lại bại hoại, rất là đau lòng. Cái loại mà trí thức nửa mùa như cái ông Nguyễn Văn Dân nhiều lắm anh chị các bạn ơi. Mấy ông đó mà gặp tôi là tôi vô rồi, tôi sốc một hồi là chịu không nổi. Tại vì cái loại trí thức đó rất là khinh bỉ. Bằng cấp đồ nghe thấy cũng dữ dằn lắm, Hàn Long, Hàn Lâm, học viện ghê gớm lắm. Nhưng mà nó chỉ là gọi là lưu manh, những thành phần trí thức lưu manh. Cái cuối cuộc đời của họ, họ bị bại hoại chỉ vì những cái chủ nghĩa vật chất. Các bạn thấy người nào giàu lên thì mình mừng cho người đó. Thời buổi giờ ai ăn cướp của ai, tôi nói chị các bạn biết, một tấc đất thôi đụng vô đi nó qua nó chém gơi đầu luôn á. Các bạn thấy ở Việt Nam nó giành đất nhau, gia đình anh em bà con dòng họ xích mích nhau cũng vì đất. Tại vì cái xã hội đất nước nó phát triển mạnh quá, người ta theo không kịp. Người ta theo không kịp, cho nên những cái mâu thuẫn trong cái
cái xã hội nó xảy ra về vấn đề tranh chấp. Ông nhà nước ông cũng điên đầu, các bạn thấy ông cũng điên đầu chứ không phải giỡn đâu. Cái mô hình dân sự ở Việt Nam, tại vì nó chưa có vô trong cái khuôn khổ pháp luật nào nó nghiêm minh cả, mà nó nghiêm minh quá thì dân lại la làng. Mà tại vì mình là một cơ chế, một đảng, bắt đầu bảo là cộng sản ác với dân, hèn với giặc. Các bạn thấy bởi vì nó nan đề lắm, bởi vì các những người lãnh đạo người ta rất là khôn khéo, người ta phải uyển chuyển đưa người dân vào trong sự hiểu biết pháp luật dần dần, để họ đi vào trong cái khuôn khổ từ từ, chứ không phải mà kiểu như mà đẩy người ta cái là sửa luật là ào ào. Không phải giống như Mỹ vậy. Nó nói một tiếng thì chỉ có giả tôi với thưa thôi, chứ không có cung tay rồi cung chân lên rồi chửi lộn nhau hả. Ở Mỹ, cái luật pháp Mỹ không phải như vậy. Các bạn biết bởi vì dân mình qua tới Mỹ rồi ngoan như con cúm á. Mình nói con chó thì nó nặng quá, nó còn cúm à. Nó còn cúm cho nó dễ thương chút, ngoan lắm. Qua ở ngoài rồi tụi pháp luật Mỹ rồi dạ thưa mà quay về Việt Nam á, trời ơi, cộng sản ác với dân, hàng với giặc, đàn áp cướp của, cướp dân, ăn hiếp dân. Bên kia không có thằng cảnh sát, pháp luật vô tòa, ngồi im, chừng nào muốn cho nói thì mới được nói, không có ngồi đó mà la làng, la khóc. Rồi cảnh sát, công an, cảnh sát mà nó thấy cái gì nó nghi ngờ, nó bắt là phải, chừng nào nó cho phép mở cửa hay là nói cái gì mới nói, loạn trọn là nó quất cái bọp. Xong thôi lại mình ngừng like đây nè, chào anh chị các bạn, bye 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 bye.